Dạ con thưa kinh nhân quả luân hồi. Bây giờ con xin giới thiệu một món, đó là món lam cháo, hay người ta gọi là đậu hũ thối á. Thì đậu cuốn này con mới mua ở lò luôn. Con mua những cái cuốn đậu lẻ này, là tùy theo cả nhà mua cuốn đậu gì cũng được. Con mua cuốn lẻ này chỉ có 5k thôi. Sau khi con rửa xong thì con để ráo. Bên này con chuẩn bị một cái rã lỗ thưa, rỗ ít thưa, lỗ rất là nhỏ, nhỏ nhất có thể. Dưới này con sẽ đặt một cái dĩa để hứng nước. Thì bây giờ con sẽ cắt cái đầu này ra những cái phần nhỏ hơn. Dạ, sau đó con cắt xong con sẽ như thế này. Nếu mình mới lần đầu làm á, thì mình làm ít thôi. Thì mình tập cho quen á. Tôi cũng không đặt lên đây một cái nắp để chặn cả cái con côn trùng á. Và con sẽ dùng một cái khăn lớn có thể trùm lại để mà bọc lại toàn bộ. Con sẽ làm như sau ạ. Dạ, sau đó mình sẽ dùng khăn mình trùm lên như thế này, trùm lên thế này cho nó kín toàn bộ, kín toàn bộ luôn. Và như vậy là mình sẽ để trong vòng khoảng trời nắng lọc, giống như trời bây giờ trời đang nắng mùa hè thì mình để trong vòng khoảng 1 ngày rưỡi, nhưng mà trời lạnh thì mình để 2 ngày. Như vậy mình sẽ không phụ thuộc thời tiết gì cả, mình để một nơi mát sạch sẽ là được, không cần thiết phải phụ thuộc vào thời tiết, nên là mọi người ở bất cứ nơi đâu cũng có thể làm được cái món cháo này. Và phía dưới này mình bọc kín luôn, mình bọc kín luôn, như vậy là rất là sạch sẽ an toàn. Dạ, khi nào đến chín thì con sẽ quay tiếp ạ. Thưa cả nhà, như bây giờ mình sẽ có một ngày trời nắng quá cho nên chỉ có một ngày thôi. Giờ con nghe mùi quả thơm này, con xin mở ra nhà mình cùng xem sản phẩm của mình nha. Wow, bây giờ đã nhảy nước lên rồi, là đã chín vàng rồm đây. Cái đèn ở đây trắng chứ bên ngoài là nhìn vàng rồm rất là đẹp. Dạ, cũng như cái phương pháp con học tập này mà con thấy cái cách làm cháo nó bất bại, bất cứ khi nào cả nhà có làm được, không phụ thuộc vào thời tiết. Và khi mà mình ăn món canh chay và bún chay thì có cái món cháo này vào thì cái món ăn nó đậm đà, hoặc là mình nấu canh mít, hoặc là những cái canh cần có như là bên mặn là sẽ có mùng ruốc, nhưng bên chay mình không có ruốc thì mình sẽ sử dụng cái cháo này mà mình đánh vào. Ngoài ra mình làm thêm đậu hũ mắm cháo, rất là nhiều món, và ăn cháo này vào nó kích thích, mình cảm thấy rất là thích. Và chúc cả nhà có những bữa ăn ngon cùng với món cháo, ăn dầm ăn kèm này, hoặc là ăn rau khoai mình có thể kèm với nước chấm cháo và xì dầu ớt cái. Như vậy là quá đơn giản mà lại rất là ngon. Ăn chay có rất là nhiều cách và giúp đỡ cho mình khỏe, vui vẻ, ăn lạc, cũng như là những món ăn vô cùng tiết kiệm, chỉ có 5.000 đồng thôi mà ra được một rã như thế này, rất là tiện lợi và rẻ đúng không cả nhà. Dạ con chủ kính chúc cả nhà ăn chay thật là hoan hỷ ạ. Con xin cảm ơn ạ. Ha ha ha,